Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12, Ủy ban dân huyện Điện Biên tổ chức bốc thăm nhận vị trí đất đối với các hộ dân đủ điều kiện được giao đất ở vào khu tái định cư Bắc Sông Cấm tại xã Dương Quan và xã Tân Dương khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Được triển khai theo quyết định số 1131 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm có tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Với tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 300 hectare của 10 năm tổ chức và gần 3.000 hộ dân, kể từ khi bắt đầu triển khai dự án, huyện Thủy Nguyên tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng, đã kiểm kê được 3.000 hộ đạt 97%, tổng số tiền đã phê duyệt là trên 2.300 tỷ đồng. Ủy ban dân huyện đã tập trung thông báo chi trả tiền và vận động thuyết phục các hộ dân nhận tiền. Đến đầu tháng 12 đã có gần 500 hộ nhận tiền với tổng số tiền là gần 700 tỷ đồng. Ủy ban dân huyện cũng đang tổ chức cho các hộ dân đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn bắt thăm nhận đất tái định cư đã có 544 hộ bắt thăm nhận đất tái định cư tại các khu tái định cư A, C, D. Theo lãnh đạo của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện về khu tái định cư Bắc Sông Cấm tại xã Dương Quan, Tân Dương được bốc thăm đợt này thuộc khu D, diện tích các lô đất dao động từ 80m2 đến 100m2. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12, Ủy ban dân huyện đã tổ chức bốc thăm và nhận vị trí đất ở cho 17 hộ dân đủ điều kiện được giao đất ở vào khu tái định cư D, trong đó có 15 hộ ở địa bàn xã Tân Dương và 2 hộ ở địa bàn xã Dương Quan. Việc tổ chức bốc thăm nhận vị trí đất ở tại khu tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, đảm bảo nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật, công bằng, công khai và minh bạch. Ngay sau khi các hộ dân bốc thăm, các phòng ban chuyên môn của huyện sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.